Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé. Bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Đề của video 2B lần này là Watch, chạy chương trình từng bước. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Master Lan Dương Channel. Watch là một kỹ năng mà bất kỳ người học về lập trình, làm về lập trình đều phải biết và thành thạo. Sở dĩ chúng ta phải biết kỹ năng Watch bởi vì khi các bạn thực hiện một chương trình thì chương trình sẽ chạy ào luôn từ bắt đầu tới kết thúc. Nếu mà chương trình ra kết quả đúng thì các bạn rất hạnh phúc. Còn nếu chương trình ra kết quả sai thì các bạn rất là buồn, rất là bất hạnh. Cho nên chúng ta phải watch để mà tìm ra lỗi sai. Watch là để chạy chương trình từng bước, hay còn gọi là thực hiện từng dòng lệnh. Nghĩa là chúng ta sẽ xem từng lệnh sai ở đâu, chúng ta soi trong cái bài chúng ta sai ở đâu. Bởi vì khi các bạn làm một bài toán tinh, lập trình toán tinh á, thì các bạn sẽ có thể phát sinh, thứ nhất, lỗi cú pháp. Thứ hai là lỗi suy luận. Các bạn có thể mắc là một trong hai lỗi này hoặc là cả hai. Trong đó lỗi cú pháp thì dễ sửa lỗi, bởi vì các bạn khi các bạn nhấn cần nhóm chính, bạn biên dịch đó, thì Pascal sẽ chỉ ra bạn sai ở lệnh nào. Lỗi cú pháp chẳng qua là viết sai lệnh thôi, hay là còn gọi là lỗi sai về lỗi ngữ nghĩa, viết sai lệnh, thì Pascal sẽ phát hiện ra và nhắc các bạn sửa sai. Còn lỗi thứ hai là lỗi suy luận thì rất khó sửa. Vậy làm sao để sửa được cái này các bạn ha? Trong hai lỗi này thì lỗi suy luận là lỗi nghiêm trọng nhất, khó sửa nhất. Vậy làm sao chúng ta sửa được? Thì chúng ta phải dùng cái công cụ Watch, hay là chúng ta phải thành thạo kỹ năng Watch. Bởi vì trong các kỳ thi, các bạn trong phòng thi, các bạn đối diện với cái máy, không ai giúp mình được. Các bạn phải tự độc lập tác chiến, tự mình tìm ra cái lỗi sai bằng cái kỹ năng Watch này. Cho nên các bạn phải thành thạo kỹ năng này. Do đó các bạn phải xem thật kỹ video hôm nay. Để giúp các bạn thành thạo về kỹ năng Watch, các bạn cùng với Lan Dương đến một cái bài tập quen thuộc mà đã được đăng ở cái video số 1, đó là bài số 3. Bài số 3 là chúng ta hoán đổi vị trí, hoán đổi giá trị của hai biến với nhau theo sơ đồ trên màn hình. Tức là các bạn đổi giá trị của biến A là 3 và giá trị biến B là 5, đổi chỗ 3, 5 cho nhau. Đó. Thì bài này chúng ta đã làm ở video số 1 rồi. Các bạn quan sát, Lan Dương mở lại cái bài giải của bài số 3. Trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 3. Chúng ta đã làm rồi ở trong cái video số 1. Các bạn dễ thử, các bạn nhấn cầu chấm chính. Các bạn nhấn ví dụ A bằng 5, B, A bằng 3, B bằng 5, kết quả là 53, rất đúng. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta, cái chủ đề chúng ta là sửa lỗi chương trình. Thì ở trên màn hình, Master Lan Dương đã nhắc là chúng ta có thể mắc lỗi cú pháp, lỗi suy luận, mắc một trong hai lỗi này hoặc là cả hai lỗi. Trước tiên, Master Lan Dương sẽ đề cập đến cái lỗi cú pháp. Lỗi này là lỗi rất dễ sửa khi các bạn chạy chương trình. Rồi các bạn quan sát, ở trên màn hình các bạn có các cái nội dung là các cái lệnh. Giả sử ở đây các bạn thấy lệnh write là để in ra màn hình một cái thông báo, thì để in ra các bạn lệnh write hoặc là write line. Tuy nhiên ở đây các bạn cố tình ghi sai, thay vì ghi write ở chỗ này thì các bạn lại sửa lại là lệnh khác. Ở đây ví dụ các bạn ghi là wrote,
wrote là quá khứ của write, và các bạn F2, các bạn quan sát khi vừa sửa xong thì ở đáy của cửa sổ Pascal sẽ có yếu hoa thì tức là chưa save. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn F2 để lưu, và như vậy khi bạn F2 lưu là mất hoa thì, và như vậy các bạn là lưu cái vấn đề sai. Nếu các bạn nộp bài này cho giám khảo chấm thì các bạn không điểm. Các bạn nhớ cho mình ha. Rồi bạn thử nè. Câu chốt chính. Như vậy là Pascal sẽ báo lỗi bằng một cái hộp thoại ở trên màn hình. Đây các bạn thấy ghi chữ là số lỗi ha các bạn ha, số lỗi. Đây vị trí này là số lỗi, ở đây là ba lỗi. Và để sửa lỗi các bạn như sau, các bạn nhấn Enter. Tiếp theo sẽ hiện tiếp tục đằng sau hiện ra một cái cửa sổ xanh ngọc và thông báo cái vị trí sai và lỗi sai. Ở đây các bạn thấy có ba dòng báo lỗi ha, thì các bạn sẽ để trên trọng trên cao các bạn ha, trên cao. Các bạn Enter. Thì khi đó Pascal sẽ thông báo mình hai vấn đề. Thứ nhất là vị trí lỗi và thứ hai là lỗi gì. Đây, đầu tiên các bạn thấy con nháy chớp chớp ở chữ root này, nghĩa là đây là sai các bạn ha. Đây là vị trí nó là ở hàng 4 cột 2, các bạn quan sát. Vị trí sai được Pascal để con nháy chớp chớp ở vị trí sai là chỗ này. Đồng thời báo là cái hàng sai và cột sai, ở đây là hàng 4 cột 2, tức là bắt đầu chữ root các bạn ha. Rồi, cái thứ hai là ngoài vị trí sai chúng ta còn có cái lỗi sai là gì. Ở đây cái hàng màu đỏ, cái ý nghĩa của câu nói này nghĩa là bạn đã làm sai lệnh này rồi. Trong Pascal không có cái lệnh nào wrote mà chỉ có lệnh nào write. Vì đây Pascal Master Dương để nhỏ nên không thấy được toàn bộ cái câu màu đỏ ha. Còn nếu các bạn làm ở nhà, các bạn mở bự cửa sổ ra thì bạn thấy được toàn bộ cái câu báo lỗi này. Và như vậy để sửa lỗi các bạn chỉ cần nhấn phím mũi tên lên trên, mũi tên đó, đó mũi tên, để tới cái chỗ mà sai các bạn sửa lại cái chữ wrote này thành chữ write. Đây các bạn sửa lại write. Các bạn F2 lưu lại. Đây các bạn thấy khi vừa sửa xong thì hiện đang hoa thì là chưa lưu, các bạn F2 lưu lại. Các bạn nhấn cửa chốt chính. Đó như vậy là chạy được. Đó như vậy là chúng ta rất dễ dàng sửa được cái lỗi là lỗi về cú pháp, lỗi về viết lệnh là nhờ Pascal giúp chúng ta. Rồi. Ngoài ra chúng ta còn những lỗi như sau. Ví dụ các bạn có lỗi này, các bạn quên dấu chấm phẩy đây đi. Các bạn xóa thử. Đây các bạn xóa thử đi. Đúng ra là có chấm phẩy, các bạn quên không có. Các bạn F2 lưu lại. F2 lưu lại là các bạn lưu cái sai và như vậy là không điểm các bạn ha. Các bạn nhìn thử này, nhấn cầu chân chính đó, máy sẽ báo lỗi chúng ta phải sửa Enter, Enter lần nữa đó. Pascal sẽ báo lỗi ở vị trí này các bạn ha. Đây vị trí báo lỗi của mình là hàng 7 cột 2. Đây các bạn coi, ở chỗ này là vị trí lỗi đó, hàng 7 cột 2 các bạn ha. Rồi tới chỗ này các bạn thắc mắc, nếu mà con nháy chớp chớp ở đây vị trí lỗi. Và lỗi là gì? Đây, lỗi nó kia là các bạn thiếu chấm phẩy. Đó, chấm phẩy chỗ này các bạn ha, thiếu chấm phẩy chỗ này. Đó, chấm phẩy ở hàng này. Đây. Thì các bạn thắc mắc, ủa tại sao cái vị trí lỗi á, là read line chỗ này nè các bạn. Đằng sau nó là có chấm phẩy mà. Vậy tại sao Pascal báo lỗi? À, thì ở chỗ này, Master Đăng Dương trả lời, lỗi chấm phẩy sai là lỗi ở phía trên của hàng đó. Cụ thể, Pascal đang báo lỗi ở hàng này. Hàng này các bạn ha, là lỗi sai chấm phẩy. Thì ở phía trên chỗ này nè, là nó thiếu ở hàng trên này. Đó, chấm phẩy thiếu hàng trên này các bạn ha. Nghĩa là chỗ này là cái nơi là sinh ra lỗi, là lỗi chấm phẩy. Như vậy các bạn phải bổ sung ở vị trí này là dấu chấm phẩy. Rồi, các bạn quan sát ha. Lỗi báo ở hàng dưới này, read line chấm phẩy. Thì phía trên là thiếu, các bạn bổ sung. Như vậy, riêng lỗi chấm phẩy á, thì Pascal báo ở hàng nào, thì cái lỗi sai nằm ở trên hàng đó, các bạn nhóm này nhá. Chỉ có cái chấm phẩy nó là hơi hơi khác thôi. Rồi. Ngoài ra các bạn có thể những lỗi khác, ví dụ các bạn ở đây, đây các bạn thay vì là hai chấm bằng, các bạn lại ghi là bằng thôi. Các bạn F2 lưu lại, nghĩa là các bạn lưu cái sai. Các bạn không điểm đó nếu các bạn nộp bài này cho giám khảo chấm. Rồi. Về nhà giám khảo sẽ mở ra, nhấn cầu chốt chính. Enter. Đây, vị trí lỗi là hàng số 9. Lỗi đây các bạn, tên là illegal, illegal expression, tức là việc các bạn thiết lập một biểu thức, việc gán đó là sai. Vậy các bạn sửa như sau. Các bạn thấy con nháy chớp ở hàng này đúng không? Thì các bạn sẽ đây hai chấm bằng. Thì đây, đây là những lỗi gọi là lỗi về ngữ nghĩa, về viết lệnh, về chính tả, vân vân, thì rất dễ sửa là vì nhờ Pascal đã giúp chúng ta. Các bạn ha, rất dễ sửa. Thì Master Đăng Dương vừa trình bày các bạn đó là cái lỗi về cú pháp. Đây, lỗi này các bạn. Lỗi này thì chúng ta rất dễ sửa. Và vừa rồi chúng ta đã được Master Đăng Dương hướng dẫn cái lỗi này. Các bạn cùng Master Đăng Dương đến cái phần
lỗi suy luận. Đây là lỗi rất là nghiêm trọng, khó phát hiện lỗi sai vì nó thuộc về cái suy luận. Suy luận của người lập trình về vấn đề đó lúc đúng lúc sai. Nên chúng ta đây là một cái lỗi rất là nghiêm trọng ha. Và để sửa lỗi này thì chúng ta phải dùng cái công cụ Watch các bạn nha. Rồi, thì để thực hiện công cụ Watch các bạn thì chúng ta thực hiện như thế nào? Đầu tiên các bạn hãy quan sát thế nào gọi là lỗi suy luận. Lỗi suy luận nghĩa là cái lỗi đó khi các bạn chạy chương trình là chương trình vẫn chạy bình thường, không có báo lỗi sai lệnh. Nhưng các bạn nhập số liệu vô lúc đúng lúc sai. Các bạn thử nha, ví dụ ở trên màn hình các bạn có việc là nhập A, nhập B, vân vân, nhập A, nhập B. Rồi, ở đây các bạn có thể có một cái sai lầm như sau, là thay vì á là các bạn ở đây á là ghi là read line là B thì các bạn ghi là read line A. Đó, đây chính là một cái lỗi về suy luận. Nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ rằng là chỗ đó phải nhập B mà chúng ta lại nhập gõ A, và tức là lập ra cái lệnh là read line A, như vậy là sai. Các bạn quan sát ha. Đây chạy thử, các bạn nhấn cùng nhau chính. A bằng 5, B bằng 3, kết quả là 0,3. Đó, bạn thấy không? Đó. Chương trình vẫn chạy nhưng mà chạy ra sai. Đúng ra phải là 5,3 thành 3,5. Đó, thì ở đây thành 0,3. Rồi, tiếp tục đó một lỗi sai. Giả sử ở đây các bạn đã sửa lỗi sai rồi, là B, là đúng rồi. Tiếp theo, các bạn ở đây có một cái lệnh, đó là lệnh gán. B hãy giới bằng C, đây là một trong ba cái lệnh các bạn ha, của thuật toán đổi chỗ. Một trong ba lệnh của thuật toán đổi chỗ. Đây các bạn coi, thuật toán đổi chỗ này là dựa vào cái sơ đồ này các bạn ha, bên đây này, bên sơ đồ. Đó, sơ đồ này. Thì các bạn phải ghi là như trên màn hình. Tuy nhiên các bạn lại ghi như sau. Thay vì là B hãy chấm bằng C thì các bạn lại ghi ngược lại là C hãy chấm bằng B. F2 lưu lại, chạy thử, nhấn cột dấu chính. Các bạn nhập vô là 5,3. Bây giờ là 3,3. Đó là sai kiểu khác các bạn ha. Đó, như vậy đây là một cái lỗi suy luận tiếp theo. Tiếp theo, giả sử ở đây máy đăng dương chỉnh lại cho đúng là lệnh gán B bằng C, B 2 chấm bằng C là đúng. Rồi ha, rồi chạy thử, nhấn cột dấu chính. Các bạn nhấn vô là 5 với 3, như vậy là 3,5 đúng. Nhưng đôi khi các bạn lại sai chỗ này các bạn ha. Chỗ này là các bạn thực hiện nhập đúng AB, thực hiện đổi chỗ rất đúng theo thuật toán. Tuy nhiên ở lệnh in ra, ví dụ ở đây giá trị A sau khi đổi là A, giá trị B sau khi đổi là B mới đúng, các bạn lại ghi nhầm là A. Lý do là các bạn sao chép cái hàng này nè, sao chép cái hàng này nè, các bạn sao chép xuống phía dưới nhưng mà quên đổi. Các bạn chỉ đổi cái chỗ cái câu là màu xanh là một cái sâu ký tự thông báo thôi. Còn cái biến này các bạn không đổi, vấn đề là A. Như vậy là trên là A, dưới là A. Như vậy các bạn sẽ có sai sót. Các bạn F2 ha các bạn ha. Đây, khi chúng ta sửa xong thì ở đấy cửa sổ sẽ là hiện ra hoàn thiện. Nghĩa là chúng ta đã sửa chương trình rồi đó. Bây giờ ta quyết định lưu ha. Rồi, F2 lưu. Mà F2 lưu chính là các bạn lưu cái sai. Và khi cái giám khảo mở bài ra chạy thử, nhấn cột dấu chính. Nhập vô là A bằng 5, B bằng 3. Kết quả là 3,3. Đó, như vậy là mình nhập vào như vậy là không có đúng, không full test bạn ha. Đó, có sai sót, lúc được lúc không. Như vậy là rất nguy hiểm. Làm sao các bạn phải lập trình là bất kỳ bộ test nào nhập vào thì chương trình đều đúng cả thì mới là điều mình đáng quan tâm. Như vậy để sửa sai làm sao các bạn? Thì chúng ta làm như sau. Bây giờ để máy đăng dương chỉnh cái này lại cho đúng là A ở đây. Đó, các bạn ha. Rồi, tiếp theo về mặt lỗi về logic, tức là về suy luận á, thì chúng ta có thể là sai một lỗi, hai lỗi hoặc là nhiều lỗi. Chẳng hạn ở đây các bạn vừa sai ở chỗ này, ví dụ nhập là A, các bạn vừa sai ở chỗ này gán sai, các bạn lại vừa sai ở chỗ này nữa, tức là một bài các bạn sẽ có nhiều lỗi sai về logic. Như vậy thì bài càng sai trầm trọng các bạn ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào thử nghiệm một số cái lỗi sai về suy luận để các bạn hiểu được là cái kỹ năng Watch như thế nào. Đầu tiên các bạn đến cái lỗi là nhập AB, tức là nhập sai. Ở đây thay vì là nhập B là read line B thì các bạn lại ghi là A. Các bạn lưu lại F2, tức là sai đó bạn ha. Rồi thì tất nhiên là chạy sẽ ra kết quả sai đó. Thì bây giờ vấn đề là chúng ta làm sao để kiểm tra. Thì chúng ta phải qua một cái công việc là Watch. Watch thì gồm có 3 bước các bạn ha. Đó, bước 1 là các bạn để tìm ra soi trong cái bài này chỗ nào sai. Thì bước 1 các bạn ha, các bạn nhấn phím Ctrl F7 để hiện ra cái cửa sổ mà ở đó các bạn sẽ đưa biến hoặc biểu thức cần xem. Rồi các bạn quan sát, máy tăng dương thực hiện trên màn hình. Nhấn Ctrl F7, hiện ra một cửa sổ có tên là Edit Watch.
trên này hiện ra một cái khu vực là expression to watch. Watch là xem các bạn ha. Các bạn nhớ cái watch không phải là cái đồng hồ watch nổi tiếng thế giới đó bạn ha, không phải đồng hồ watch đâu, mà là xem. Xem cái gì? Xem cái expression. Expression tức là một biểu thức toán học các bạn ha. Rồi thì ở đây chẳng qua là các bạn đưa các biến khi lập trình các bạn ha. Lập trình là chẳng qua là chúng ta tác động vào các biến thôi. Thì chúng ta sẽ đưa tên các biến này ở vào cái phần là expression ở đây các bạn ha. Các bạn quan sát. Đầu tiên các bạn nhập biến A, enter. A, enter. Bạn ha, enter. Khi enter thì ở đáy của cửa sổ bài số 3 này hiện ra một cửa sổ màu xanh ngọc có tên là watches. Đấy bạn ha. Đây cửa sổ có tên là watches. Đó. Rồi, tiếp theo và trong cửa sổ này hiện ra một cái biến A mình vừa thêm vào. Bây giờ các bạn muốn thêm biến B, biến C thì làm như thế nào các bạn ha? Thì các bạn lưu ý khi cửa sổ watch hiện ra sẽ có một vật xanh đang chiếu sáng A. Nếu các bạn mà đang chọn A vậy các bạn muốn thêm thì các bạn nhấn phím insert ở đây. Thêm á là các bạn nhấn insert để thêm vào các cái biến. Còn để xóa cái biến trong danh sách watches này á, các bạn sẽ chọn delete là xóa bạn ha. Rồi xóa cái biến mà trong danh sách mình cần xem. Này. Bởi vì có những biến đúng rồi mình không cần quan tâm, chỉ quan tâm những biến sai thôi. Các bạn ha, những biến mà làm kết quả sai. Rồi thì trong này trường hợp này mình tăng dương dùng insert để thêm các biến vào. Vậy để thêm biến B thì các bạn phải dùng mũi tên xuống, các bạn dời vật xanh xuống dưới cái hàng A. Đấy các bạn quan sát trên màn hình ha, dời cái vật xanh xuống. Sau đó các bạn nhấn insert. Các bạn nhấn B, enter. Vì sao? Vì nếu các bạn mà không đưa cái vật xanh xuống thì cái B đó sẽ được nằm trên của A. Các bạn quan sát máy lăng dương hiện màn hình ha. Rồi sự máy lăng dương sẽ xóa được là cái B, xóa đi chiếu sáng B và nhấn delete là xóa. Bây giờ máy tên lăng dương để cái vật xanh ngay cái A và nhấn insert. Các bạn quan sát nha, B nè, nhập B vào B, enter thì nó sẽ đẩy A xuống dưới. Đây các bạn quan sát A nằm dưới, mà trong câu chuyện mình á, câu chuyện này của bài số 3 là A được xuất hiện trước, được B xuất hiện sau bạn ha. Vậy thì A nằm trên mới đúng. Vậy nó đổi lại như sau: các bạn xóa chiếu sáng B, nhấn delete. Sau đó các bạn dùng mũi tên đi xuống, các bạn sẽ nhấn insert. Các bạn nhập B vào B, enter. Tiếp tục để thêm biến C, các bạn mũi tên xuống. Các bạn nhấn nhấn insert. Các bạn nhập vào cái tên biến cần xem là C, enter. Như vậy chúng ta có ABC đây ở trên màn hình ABC. Như vậy để thêm các cái biến vào danh sách để mình xem á, thì các bạn nhấn insert, còn để xóa các bạn nhấn delete. Chẳng hạn bây giờ các bạn muốn xóa ha, các bạn chiếu sáng A, delete, delete, delete. Muốn thêm nhấn insert. A. Enter. Mũi tên xuống, insert. Các bạn ghi B, enter. Mũi tên xuống, giống như chơi game các bạn ha, các bạn nhấn insert, các bạn gõ C vào. C. Enter. Như vậy chúng ta có ba biến ABC. Tiếp theo, khi các bạn thêm cửa sổ watch vào thì chúng ta phải thực hiện bước thứ hai. Đây các bạn quan sát. Bước thứ hai là các bạn sẽ nhấn hai phím Ctrl F5 để đặt cửa sổ watches nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ. Các bạn thấy trong lập trình Pascal thông thường là cái vị trí này các bạn nè, là vị trí thường là vị trí trống. Thì các bạn phải làm sao đưa cái cửa sổ này nè, đó, nằm khớp trong cái này, đó, di chuyển lên phía trên và nằm trong khung đó các bạn ha. Các bạn phải cho nhỏ cửa sổ watches lại và đưa lên trên đó. Thì các bạn như sau, các bạn lưu ý chuẩn bị máy tăng dương nhấn cùng nhấp 5 thì trước khi nhấn các bạn thấy nè, cửa sổ watches là nó có cái đường kẻ khung để nét đôi. Bây giờ máy tăng dương nhấn cùng nhấp 5 ha, để các bạn quan sát nè, nhấn cùng nhấp 5 thì cửa sổ watches sẽ có nét bo bằng border, đó là nét đơn. Đồng thời ở đáy cửa sổ hiện ra các cái hướng dẫn. Đầu tiên muốn di chuyển cái cửa sổ này các bạn phải nhấn phím cursor, tức là phím mũi tên, giống như chơi game ha, di chuyển lên trên. Để thay đổi kích thước của cửa sổ này thì các bạn sẽ thực hiện là thay đổi kích thước của nó bằng cách là các bạn nhấn shift và mũi tên để các bạn thực hiện là thay đổi size, là kích thước của nó. Đầu tiên máy tăng dương sẽ di chuyển cửa sổ ha, các bạn quan sát. Rồi. Và để cho dễ dàng đi, mình sẽ thay đổi cái kích thước đã các bạn ha, bằng cách là nhấn shift mũi tên trái, đây shift mũi tên trái là nhỏ lại. Các bạn ha, đó. Muốn cho nó ngắn lại thì bạn lên trên. Dài xuống là mũi tên xuống, lên trên là ngắn lại, qua phải là nó to ra, mập ra các bạn ha. Rồi tiếp theo đó là thay đổi kích thước là nhấn shift và các phím mũi tên. Tiếp theo các bạn sẽ di chuyển cửa sổ này lên trên góc trên phải bằng cách là các bạn nhấn mũi tên lên đó, đó qua phải vân vân đó. Nhưng để làm nhanh các bạn sẽ đưa con cái cửa sổ từ dưới đáy lên trên luôn, các bạn nhấn phím page up đó, như là page up lên cao, page down xuống dưới, up down, page up, page down, vân vân, page up.
Còn để di chuyển qua phải, các bạn mũi tên qua phải. Tuy nhiên nó rất là chậm thì các bạn nhấn phím N. N là về cuối, Home là về đầu, Home, N. Home là về đầu, N về cuối, cứ thế ha. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh chút xíu bằng phím mũi tên. Như vậy là các bạn đã đưa được cửa sổ Watches ở đáy lên trên góc bên phải phía trên. Bạn ha, để kết thúc vấn đề đó các bạn Enter. Để chốt lại, để nail lại cái cửa sổ Watches màu xanh xanh ngọc các bạn ha. Enter. Như vậy là đã được bước 2. Tiếp theo, sau bước 2 là các bạn sẽ thực hiện bước số 3. Là cái bước mà các bạn nhấn F8 để chạy từng dòng lệnh. Bản chất của Watch là các bạn chạy chậm thôi, từng lệnh một để mình soi xem là mình sai ở đâu các bạn ha. Rồi các bạn quan sát nè. Khi máy tính dương nhấn F8 thì sẽ có một vệt xanh ở ngay chỗ lệnh Drive ở dưới Begin các bạn ha. Các bạn quan sát nè, nhấn F8. F8. Như vậy có một vệt xanh ở ngay lệnh Drive đầu tiên, bởi vì lệnh Drive đó là bắt đầu chương trình, sau Begin là bắt đầu ha. Rồi, nhấn F8. Các bạn quan sát lệnh thứ hai được đưa vào xử lý, tức là mình chạy từng bước các bạn ha. Rồi, với F8 nè. Khi đó Pascal sẽ hiện ra cái chỗ để mình nhập giá trị. Ví dụ mình nhập vô là số 5. Enter. Vậy ở đây các bạn coi nè, trên màn hình ở cửa sổ Watchy đó đã chứa số 5 ở trong biến A. Như vậy cái Watchy này giống như là một tỷ nhát các bạn làm trên giấy, hoặc là một cái người bạn á, hoặc là người thầy á nhắc nhở mình là mình làm như vậy là mình có A bằng 5. Các bạn không cần phải là giấy nhát các bạn ha. Đó, thì đi thi các bạn sẽ dùng cái cách này để các bạn soi bài mình nó sai ở đâu. Tiếp tục. A là 5 rồi, vậy B F8. Các bạn quan sát màu xanh nè, chạy xuống dưới. Nhập cái nữa một cái. Thì khi này nó nhắc nhở mình là câu nhắc là nhập B, nhưng mà mình nhập ha, ví dụ mình nhập vô số số 7 đi, enter. Các bạn quan sát nha, enter ha. Rồi. Như vậy A bằng 7. Đó, các bạn hãy tua lại khoảng một vài giây ở hồi nãy các bạn thấy là hồi nãy là A là bằng 5 cơ. Bây giờ A bằng 7. Lý do hồi nãy á là các bạn thực hiện cái lệnh này, đây, cái cặp lệnh này là nhập vô A bằng 5. Sau đó các bạn thực hiện cặp lệnh này, các bạn thấy mặc dù á là chúng ta ghi câu là nhập vào số B, cái câu hiện ra màn hình là số B, tuy nhiên là chúng ta vẫn đưa vào biến A ở đây. Đây là cái điều sai lầm ở đây. Đó, như vậy là để khi làm điều này á, ban đầu A ở trên là nhận 5, nhưng sau đó ở phía dưới cũng là read line A, vậy thì nó sẽ bỏ giá trị cũ là 5, sẽ nhận giá trị mới là 7. Như vậy kết quả là chúng ta có A là 7, còn B là vẫn là 0, vì mình chưa có giá trị mới các bạn ha. Và như vậy là sai. Vậy ở đây các bạn không cần nhấn F8 để chạy xuống các lệnh dưới nữa mà dừng luôn, tức là mình sang ngay chỗ cái A rồi các bạn ha. Rồi, để sửa sai thì làm sao các bạn? Các bạn sẽ dùng thêm các cái phím bổ trợ, đó là các phím F6. F6 là chi vậy? Là để chọn cửa sổ. Các bạn quan sát, hiện nay trên Pascal chúng ta có hai cửa sổ. Cửa sổ Watches màu xanh ngọc, màu nhỏ nhỏ, và cửa sổ xanh dương ở phía dưới là cửa sổ bài chứa các lệnh chúng ta đó. Bây giờ chúng ta đang ở cửa sổ màu xanh ngọc. Vì sao? Vì hiện nay cửa sổ này đang có cái nét border là nét đôi là đang chọn. Còn cửa sổ bài 3 là đang gọi là inactive, tức là chưa được chọn á, thì nó là đường kẻ cung nét đơn. Vậy chúng ta muốn đưa từ cơ bên cửa sổ màu xanh ngọc hay có đường kẻ biên 2 nét qua bên cái cửa sổ Pascal thì các bạn nhấn F6, các bạn quan sát nha, F6. Lập tức cửa sổ Pascal sẽ hiện ra 2 nét border, tức là đang chọn cửa sổ này. Mà đang chọn thì các bạn sẽ sửa lại cái bài này. Nhưng trước khi sửa các bạn nhớ, đây, nhấn phím tiếp theo là sau khi nhấn phím F6 thì các bạn nhấn phím F9. F9 là để reset lại chương trình. Đó, tức là các bạn sẽ bỏ cái vạch xanh đi, bỏ cái xanh các bạn ha. Đây, ở trên bên trái vạch xanh đang tồn tại, các bạn phải nhấn F9 các bạn ha. Nghĩa là F6 là chuyển cái điều khiển từ cửa sổ Watch qua cửa sổ Pascal. Và F9 là các bạn sẽ reset lại chương trình. Đây các bạn quan sát những F9. Như vậy là chúng ta bỏ vạch xanh. Như vậy ta biết chỗ sai là chỗ này các bạn ha. Ta sửa lại. Đây, sửa lại là B. Đó, như vậy là xong. Các bạn nhấn F2. Sau đó các bạn nè, tiếp tục, các bạn lưu ý một điều rất quan trọng. Các bạn lưu ý trong khi xem các video của Máy Tính Năng Dương, các bạn đừng có tua nhanh, bởi vì tua nhanh các bạn sẽ không hiểu vấn đề đâu. Các bạn sẽ làm sai đó. Chỗ này có một vấn đề rất là quan trọng. Vì FreeBuzzCan hay phát sinh những cái lỗi mà mình không ngờ tới, nên các bạn khi các bạn nhấn F9 á, các bạn phải nhấn nhiều lần các bạn ha. Đây F9 này, F9. Đó, nhiều lần các bạn ha, nhiều lần. Xong. Đó, bây giờ các bạn sẽ thực hiện lại chương trình cách nhấn cầu F9. Các bạn nhập vô là 5 3. Kết quả là 3 năm, đúng. Nghĩa là các bạn đã nhập được giá trị của AB là khác nhau và nó đổi chỗ các bạn ha. Đó, như vậy là nhờ cái watch này mà các bạn phát hiện được chỗ sai là chỗ này, các bạn sửa lại là nhập B. Tiếp tục, một lỗi nữa, ví dụ ở đây các bạn thay vì gán là B2 chấm bằng C, các bạn lại ghi là
là như sau, là C 2 chấm bằng B, tức là sai. Đây, cái này sai cái này các bạn ha. Rồi, vậy sai thì chắc chắn kết quả là sai các bạn. Để các bạn quan sát thử ha, những F2 lưu lại. Nhấn Ctrl 9. Nhập vô 5 3, kết quả là 33, vậy là sai. Vậy bây giờ chúng ta phải sửa sai các bạn ha, sửa sai. Để sửa sai, các bạn gọi Enter để trở về cái phần mà viết lệnh Pascal, các bạn Enter. Tiếp theo, nếu giả sử các bạn không biết sai chỗ nào thì các bạn sẽ dùng chức năng quát. Rồi, tiếp theo, chức năng quát này là cái cửa sổ mà chứa các cái biến các bạn ha. Hiện nay các bạn thấy nè, cửa sổ Pascal màu xanh có cái nét border, nét đôi, tức là đang hiện ra. Nó đang che cái cửa sổ xanh ngọc chúng ta. Vậy muốn hiện ra cửa sổ đó, các bạn nhấn F6. Đó, F6. F6 là hiện ra cửa sổ đó. Nghĩa là bản chất vấn đề các bạn ha, là hai cửa sổ này nó đang nằm đè lên nhau. Nằm đè lên nhau các bạn ha, đè lên nhau. Đè nhau. Bây giờ chúng ta phải sao? Đó, là hiện ra thì chúng ta sẽ đưa cửa sổ mà bị che lên phía đầu các bạn ha. Đây. Bản chất này, cửa sổ xanh dương đó nó che cửa sổ màu xanh ngọc. Đó, thì chúng ta phải cho hiện ra. Bởi vì muốn hiện ra các bạn nhấn F6. Đây, F6. Cửa sổ nào được chọn sẽ có nét hai nét kẻ vuông đôi. Rồi. Tuy nhiên khi bạn lập trình á, cửa sổ Pascal này nó chứa lệnh rất là nhiều nên phải cho bự ra bạn ha, cho to ra. Thì các bạn thường á là cho to ra thì nó sẽ che cửa sổ xanh ngọc. Vậy muốn hiện ra cửa sổ xanh ngọc các bạn nhấn F6. Đó, F6 bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện chạy thử. Các bạn nhấn, mà khoan đã, các bạn lưu ý, Master Lân Dương lưu ý ha, khi các bạn mà muốn chạy á chương trình á, các bạn nhấn F9 đã, F9 để cho nó quên những cái phần trước đi, F9 các bạn nhớ nha. Các bạn đừng có tua nhanh video của Master Lân Dương, các bạn không hiểu đâu. Rồi, F9 để mình hiểu vấn đề. Vì Pascal, Free Pascal hay như có những lỗi mà bất ngờ bạn ha. F9 để reset chương trình. Sau đó các bạn nhấn F6, hiện ra cửa sổ quát. Các bạn nhấn F8. Các bạn nhập vô là A bằng 5. F8 nhập B bằng 3. Các bạn quan sát nè, khi mình nhập đúng AB thì A là 5, B là 3. Bây giờ chúng ta sẽ đổi chỗ 3, 5 với nhau bạn ha. Rồi, vậy thì sao? Đầu tiên nè, chúng ta sẽ thực hiện lệnh gán C vô A, nghĩa là cho A vào C. Vậy A là 5, vậy C bằng 5. Các bạn quan sát, Master Lân Dương thực hiện F8. Đây, C bằng 5, bởi vì C là bằng A. A là mấy thì C bằng số đó. Tiếp theo, lệnh này là gán B vô A, tức là B là số 3 thì gán vào A. Vậy A bằng số 3, các bạn quan sát, A bằng 3, bỏ 5 rồi bạn ha. Tiếp tục, lệnh này là chúng ta sẽ đưa B vào C. Đây là lệnh sai các bạn nha. B là mấy? B là 3. Chúng ta đưa vào C. Vậy C sẽ bằng 3 luôn. Các bạn quan sát nè, 3 luôn. Như vậy, kết quả cuối cùng là A bằng 3, B bằng 3 và thậm chí C bằng 3 luôn. Như vậy các bạn, cái lệnh write cuối cùng các bạn nè, cái lệnh write cuối cùng này chỉ là in kết quả thôi. Thì đương nhiên là đã sai cái giá trị của AB rồi thì các bạn in ra đương nhiên sai. Cho dù là lệnh write này đúng, in ra cái câu dẫn dắt đúng nhưng mà vẫn sai kết quả. Lý do là các bạn sai từ phía trên cao. Đây cụ thể các bạn coi, chúng ta sai chỗ này rồi. Nghĩa là sau khi mà các bạn đã đổi chỗ là mình đã sai rồi, AB rồi. Đó, lý do là vậy các bạn ha. Vậy sửa sai các bạn ha, sửa như nào? Các bạn nhấn phím F6 để qua bên này. Các bạn nhấn F9 nhiều lần ha, nhiều lần các bạn, nhiều lần. Rồi. Sau đó các bạn sửa chỗ này lại ha. Đây là chỗ sai, là mình ghi B 2 chấm bằng C. Nghĩa là mình tìm được chỗ sai, mình soi được chỗ sai rồi thì mình sẽ sửa chỗ đó. Rồi, F2 lưu lại. Các bạn chạy thử F9 nhiều lần các bạn ha, F9 nè. Rồi, nhấn Ctrl 9. Rồi, nhập vô 5 3, kết quả là 3 năm. Đúng. Ha, đó là cái ý thứ hai. Tiếp theo, các bạn cùng Tân Dương đến cái lỗi suy luận rất là ngớ ngẩn như sau. Nghĩa là các bạn có thể là nhập AB đúng, các bạn thực hiện cái việc là đổi chỗ đúng theo thuật toán ở cái bài số 3. Đổi chỗ đúng đúng các bạn ha. Tuy nhiên các bạn lại sai chỗ này. Thay vì là giá trị A sau khi đổi là A, giá trị B sau khi đổi là B thì các bạn ghi nhầm chỗ này là chữ A. À, các bạn ha. Rồi các bạn F2 này, chỗ này các bạn thấy là khi mình sửa đó thì Pascal sẽ hiện ra cái dấu hoàn thiện, nghĩa là chúng ta đã sửa ở đâu đó và cụ thể ở đây là các bạn sửa đó BNA. Rồi các bạn F2 lưu lại ha. Máy F2 lưu lại tức là các bạn lưu cái sai đó nếu mà nộp bài là không điểm các bạn ha. Rồi, chạy thử, nhấn Ctrl 9. Các bạn nhập vô là 5 3. Kết quả là 33 sai. Các bạn ha. Rồi bây giờ sửa sai như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ quát thôi. Nào. Trước khi quát các bạn nhấn F9 nha, F9. Bởi vì có lỗi sai mà, lỗi sai F9. Rồi. Sau đó các bạn thực hiện những F6. F6 bạn ha. Đây F6 là để các bạn thực hiện là chọn cửa sổ watch hiện ra phía trước. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn F8. F8 là chỉ từng bước các bạn ha. Rồi. F8. Các bạn nhập vô số 5. F8 số 3. Như vậy các bạn có là 53 các bạn ha. Lát nữa là 35. Rồi các bạn quan sát này.
Tiếp theo mình đổi chỗ là gán A vô C, vậy C bằng bằng 5, bởi vì A bằng 5 thì C bằng 5. Gán B vô A, B bằng 3 đúng không? Thì A sẽ bằng 3. Đây các bạn quan sát, A bằng 3 là được rồi đó. Tiếp theo, chỗ này là C là số 5, gán vào số B, C vào B. Đây C vào B. Vậy C bằng 5 thì B bằng 5. Như vậy chúng ta có 3 5. Nghĩa là hồi nãy là 5 3, bây giờ là A bằng 3, B bằng 5, tức là sẵn sàng in ra kết quả rồi. Tuy nhiên mà mình chạy sai lý do đây, mình quan sát nha, F8. Ở đây chúng ta là giá trị A là A biến A. Đó, chỗ này, đó mình nghi ngờ liền. Mình đọc chỗ này đúng không? Đó, vậy thì từ hồi nãy đến giờ là chúng ta thấy là gì? Chúng ta làm đúng các cái bước là cái bước nhập. Rồi. Bước đổi chỗ cũng rất tốt. Vậy sai chỗ này, bạn sẽ chậm chậm cho mình coi thì các bạn đọc kỹ thấy là gì? Ở đây mình ghi là giá trị B, nhưng ở đây là mình ghi A. Vậy có lẽ sai là sai chỗ này. Đây là những lỗi sai rất là ngớ ngẩn, rất là đáng tiếc các bạn ha. Đáng tiếc vì mình làm đúng từ trên dưới rồi nhưng mà sai kết quả. Vậy coi như là bài này không điểm luôn các bạn nhé. Vậy nó sửa sai như sau. Các bạn sẽ nhấn F6 để vào bên cửa sổ Pascal. F9 xả đi. F9. Rồi các bạn sửa lại cái này là biến B. Rồi các bạn ha. Và để cẩn thận các bạn nhấn F9. Rồi các bạn nhấn cần F9 nha. Control F9. Các bạn nhập 5, 3, kết quả là 3, 5, đúng. Như vậy, lúc này là bài này hoàn chỉnh rồi. Mình sửa triệt để tất cả những lỗi thuộc về suy luận. Nhìn rất là khó thấy các bạn ha, khó thấy. À, còn cái lỗi mà về cú pháp thì khi mình chạy, nếu một cái lỗi thì Pascal đã báo lỗi rồi, rất là dễ. Còn những lỗi về suy luận là vô cùng nghiêm trọng, làm cho xảy ra những cái lỗi, những lỗ hổng của chương trình các bạn ha. Rồi. Ngoài ra chúng ta còn một phím nữa là phím F4 các bạn. F4 là để chạy dòng lệnh từ vị trí con nháy trở xuống. Nghĩa là giả sử trong bài này các bạn cảm thấy rằng là gì, là phần nhập là đúng, phần nhập á là đúng rồi, phần nhập là đúng rồi, đúng rồi. Và nếu chạy sai thì có lẽ sai từ chỗ phần xử lý đấy các bạn ha, sai phần xử lý chỗ này ha, thì mình nghi ngờ cái này sai thì mình sẽ chạy từ chỗ đó thôi. Bằng cách là các bạn như sau, các bạn để con nháy ở ngay cái hàng mà bạn nghi ngờ đó, đó cái hàng nó nghi ngờ đó. Từ đó trở xuống sẽ sai đúng không bạn ha. Rồi các bạn nhấn phím F4, bạn quan sát F4 ha, F4. Các bạn nhập vô 5, 16 đi, Enter. Đấy, các bạn F6 này hiện ra cái cửa sổ quát, đúng không? Rồi nha. Rồi, F6 các bạn nhớ nha, nếu mà hiện cửa sổ quát đã bị ẩn thì bạn hiện ra F6. Vậy, đã ghi nhận rằng là chúng ta nhập A bằng 5, B bằng 16. Rồi, như vậy các bạn thấy nè, Pascal sẽ không chạy các lệnh như hồi nãy. Các bạn tua lại video khoảng một vài phút trước các bạn thấy, Pascal không có cần thực hiện các lệnh này. Pascal không cần thực hiện các lệnh này. Vì là đúng rồi các bạn ha. Bạn quan sát là nhập A, nhập B. Có chăng sai chỗ này đúng không? Thì Pascal chạy từ vị trí của C với bằng A. Nghĩa là chỗ mà chúng ta đặt con nháy á, là nghi ngờ sai. Rồi các bạn nhấn F8. F8 đó, mình chạy từ chỗ trở xuống các bạn ha. Nghĩa là nó sẽ không làm những lệnh phía trên mà làm từ cái chỗ các bạn nghi ngờ sai, là cái chỗ mà các bạn đánh dấu con nháy đó, nó sẽ làm từ đó cho xuống đến cái đến hết bài luôn các bạn. Làm từ vị trí này. Đó, và làm đến đến hết bài luôn các bạn ha, xuống hết bài luôn. Đó là xuống vị trí này luôn. Đó làm từ đó xuống đó các bạn ha. Rồi đó là chức năng F4. Nghĩa là mình sẽ chỉ cần chạy chỗ nào mình cần thôi, không có chạy cả bài. Rồi nếu các bạn nhấn đầu tiên mà nhấn F8 là chạy từ cả bài đó. Còn nếu mà nhấn F4 trước, sau đó các bạn nhấn F8 thì chạy từ vị trí đó xuống dưới. Tiếp theo các bạn muốn đóng cửa sổ đang tròn thì các bạn nhấn Alt F3. F3 bạn ha, là các bạn đóng cửa sổ watch. Rồi, để bỏ vào xanh của những F9. Như vậy các bạn phải thuộc lòng và thành thạo cái thao tác watch này. Đó. Các bạn lưu ý hồi nãy đó, để chạy ở vị trí nào thì các bạn nhớ đặt con nháy đó, các bạn nhấn F4. F4 bạn ha. Sau đó các bạn thực hiện cái việc là nhấn từng bước thì lúc đó mới F8 trở xuống bạn ha. F4 trước, F8 sau. Đó, thì từng bước là F8, F8, F8. Để thành thạo kỹ năng watch, các bạn tiếp tục đến cái bài thực hành tiếp theo. Ở trên màn hình đó là cái bài số 4 đã được thực hiện trong video số 1. Các bạn có thể mở video đó để xem cách phân tích của bài số 4 này. Tiếp theo, Pascal Đăng Dương mở cái bài giải của bài này. Ở trên màn hình đó là toàn văn bài giải bài số 4 này. Chạy thử, nhấn cột dốc chính. Nhập vô là 435, thì in ra là 534 các bạn ha. Rồi, thế bây giờ như vậy, trong quá trình lập trình các bạn có thể sai sót ở rất nhiều chỗ trong bài, mà đặc biệt đó là lỗi về suy luận ha, là lỗi nghiêm trọng nhất. Rồi thì chúng ta sẽ thực hiện phải sửa lỗi. Chẳng hạn bây giờ ở đây các bạn thấy
để tính ra cái chủ số ở hàng chục, các bạn lấy là n deep 10 và mod 10. Nhưng các bạn làm nhầm, các bạn đây là số này số 0. Đó, tức là các bạn là n deep 100, nghĩa là có thể các bạn sẽ sao chép từ trên xuống dưới mà các bạn quên sửa bạn ha. Rồi, thì hậu quả sẽ sai. Rồi các bạn quan sát nè. À, khi sửa xong thì Pascal nó hiện ra cái dấu hoàn thiện, nghĩa là chúng ta mới sửa bài. Ta muốn lưu không? Chúng ta lưu lại bằng cách là nhấn F2. Rồi, các bạn quan sát nha. F2 nghĩa là các bạn đã lưu cái sai đó. Nếu các bạn nộp bài là không điểm đó các bạn ha. Rồi các bạn nhấn Ctrl chính. Các bạn nhập vào 435, kết quả là bằng 544. Đó, là sai rồi các bạn ha. Vậy là sửa sai đấy các bạn. Đây là lỗi thuộc về lỗi về sai, về lỗi suy luận các bạn nha, lỗi suy luận. Lỗi suy luận là lỗi rất là nghiêm trọng. Đây các bạn ha, lỗi suy luận. Đó, thì làm sao chúng ta sẽ sửa lỗi này được? Bằng cách làm như sau. Các bạn nhấn Enter. Các bạn nhấn Ctrl F 7. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn vào cái N, đó là cái đề cho. Tiếp theo mũi tên xuống, các bạn nhấn Insert A, Enter. Mũi tên xuống, Insert, các bạn nhấn B, Enter. Mũi tên xuống, Insert, các bạn gõ C vào, Enter. Rồi các bạn, mũi tên xuống, nhấn Insert, các bạn sẽ thêm vào biến M. Như vậy bài này chúng ta có 5 đại lượng và 5 biến đúng không ha? Ở trong video 1, số 1 đã phân tích điều đó rồi. Rồi các bạn sẽ nhấn bước 2 là nhấn Ctrl F5. Các bạn cho cửa sổ nhỏ lại. Rồi các bạn nhấn Pay Up. Các bạn nhấn phím N để đưa về bên phải ha. Rồi tiếp theo các bạn Enter, chốt lại cái chỗ vị trí đó. Tiếp theo bước 3 là các bạn nhắc lại bằng ha. Bước 1 là nhấn Ctrl F7 để thêm biến. Bước 2 là Ctrl F5 để đưa cái cửa sổ ở góc trên bên phải. Và bước thứ 3 là F8 các bạn nha. F8. Rồi F8 bạn nhập vào là, ví dụ như là các bạn nhập vô là 358 đi, Enter. Như vậy ở trên màn hình là 358. Đó, Pascal đã nhớ giùm mình cái số này. Tiếp theo, ở bước giải đầu tiên các bạn sẽ lấy chữ số hàng trăm, đó là số 3. Các bạn quan sát ha, F8. Số 3 đó là cái của A, rất tốt. Tiếp theo, ở đây các bạn thực hiện lệnh này, nghĩa là phải lấy được cái chữ số là hàng chục là 5 gán vào B. Các bạn quan sát ha, nhấn F8. Như vậy là nó đã là 3 nữa các bạn ha. Đó, vậy là sai rồi. Tiếp tục các bạn chạy bước được F8 ra C. C là hàng đơn vị, vậy bằng 8 rất tốt. Đúng ra là A bằng 3, B bằng 5 và C bằng 8. Mà hiện nay nó là 3 và 8, nghĩa là mình sai ở cái chỉ số B, nghĩa là sai ở hàng này các bạn. Hàng này ha. Như vậy các bạn mà nhấn F8 nữa, lúc đó nè, M sẽ được hình thành. Vậy M sẽ là bằng là 833 là sai rồi các bạn, đúng không? Các bạn không cần chạy F8 nữa, nghĩa là khi mà sai M thì lệnh draw sẽ sai theo các bạn ha. Vậy chúng ta không cần chạy nữa, các bạn ngưng bằng cách là các bạn nhấn F6. Chuyển qua Pascal, F9 nhiều lần nha, nhiều lần. Rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện việc là sửa lại cái B 2 chấm bằng N deep 10 và mod 10. Rồi các bạn save lại. Lúc này khi mình lưu, mình save lại là lưu cái đúng. Các bạn hãy chạy thử, nhấn Ctrl chính. Các bạn nhập vô là 358. Kết quả là các bạn tiếp tục thành thạo cái kỹ năng Watch với bài thực hành số 12. Viết chương trình nhập vào số nguyên N và in ra cho biết N là số chẵn hay số lẻ. Thì cái bài 12 này đã nằm trong video 2A. Các bạn có thể mở video để xem lại cái cách phân tích của bài này. Và bạn lưu ý, trong một bài lập trình thì chúng ta có thể xảy ra lỗi cú pháp hoặc là lỗi suy luận. Trong đó lỗi suy luận là lỗi nghiêm trọng nhất, khó sửa lỗi nhất các bạn ha. Vậy chúng ta đang luyện cái kỹ năng Watch này, đặc biệt là cái lỗi suy luận. Để các bạn dừng mở ra toàn văn bài giải của bài số 12. Đây, chủ đạo của bài này là các bạn dùng lệnh if else để nếu n mà chia cho 2 thì n là số chẵn, còn ngược lại số lẻ các bạn ha. Rồi, ở đây giả sử trong những lập trình các bạn ghi sai, thay vì chỗ này là số chẵn thì các bạn ghi là số lẻ. Lẻ. Ở đây là các bạn là số lẻ để số chẵn các bạn ha. Và chạy thử các bạn F2 lưu lại nè. Khi các bạn lưu lại là các bạn lưu cái sai đó các bạn, lưu cái sai đó nha. Rồi, F2 lưu lại. Và như vậy các bạn sẽ bị không điểm bài này nếu các bạn đi thi. Rồi, nhấn Ctrl F9. Nhập vào số 12, in là lẻ. Nhập vào số 11, in là số chẵn. Như vậy chúng ta sai sót đúng không các bạn ha? Vậy nó sửa như nào? Đầu tiên các bạn nhấn Ctrl F7. Hiện ra cửa sổ Watch. Thì trong bài này chúng ta chỉ có một biến N thôi, các bạn Enter. Hiện ra cửa sổ Watch Trees ở phía dưới màu xanh ngọc và có N. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl F5.
để các bạn cho nhỏ cửa sổ lại. Tiếp theo, các bạn dùng mũi tên để đưa lên trên đây để định vị là cửa sổ watch is, các bạn enter. Tiếp theo, bước 3 là F8, các bạn nhập vô số 12, enter. Như vậy, 12 đã được lưu trong cái bộ nhớ của cái bài này rồi các bạn ha. Rồi, và đây là cách để Pascal nhắc mình không cần phải nhớ số đó. Tiếp theo, 12 là số chẵn theo như cái quy định của con người. Tuy nhiên ở đây bạn thấy nè, if n quá bằng 0, nghĩa là 12 nó chia cho 2 đó, là nó thỏa điều kiện ở cái biểu thức này. Thỏa cái biểu thức điều kiện này các bạn ha. Rồi, thỏa rồi. Đó, thì nếu mà thỏa cái điều kiện này thì chắc chắn phải thực hiện cái lệnh ở phía dưới, đó là cái lệnh là n số lẻ bạn ha. Đây bạn quan sát này, thỏa điều kiện trên thì sẽ làm cái lệnh sau chữ đen, đây bạn quan sát F8. Như vậy nó xuống đây. Đó, 12 là số chẵn nhưng mà in ra là số lẻ. Như vậy các bạn phát hiện ra là chỗ mình sai là chỗ đó các bạn ha. Đó ha, vậy thì mình không cần chạy nữa các bạn ha, không chạy nữa là biết sai rồi. Đó thì chúng ta sửa lại bằng cách là các bạn nhấn F6, F9. Rồi, các bạn sẽ lên đây. Các bạn sửa lại là số này là số chẵn. Mà chẵn thì ở đây phải là số lẻ thôi. Không cần gì phải thắc mắc cả bạn ha. Trên chẵn dưới lẻ. Rồi các bạn nhấn F2 để lưu lại. Và nhấn F9 nhiều lần bạn nhớ thôi. Nhớ dùng cái này. Vì phiếu can 2 có lỗi sản, các bạn nhấn F9 nhiều lần. Rồi các bạn nhấn cộng dấu 9. Rồi các bạn nhấn số 12. Kết quả là chẵn. Cộng dấu 9, nhấn 11 là lẻ. Vậy đúng các bạn ha. Rồi mình nộp bài được rồi đó. Tuy nhiên để các bạn hiểu được cái bản chất của lệnh if đó, trong khi các bạn rèn luyện về cái thành thạo về cái kỹ năng watch á, thì Master Đăng Dương sẽ chạy lại bài này. Mặc dù đúng rồi, mình vẫn chạy thử bằng cái công cụ watch để mình xem bản chất của lệnh if là như thế nào, if như thế nào và if and như thế nào các bạn ha. Rồi các bạn nhấn F6, các bạn nhấn F8. Rồi các bạn nhập vô số 20 đi, enter. Đây các bạn thấy ở trên màn hình là 20 đúng không, 20. Đó. Xin nhắc lại là chúng ta đang chạy từng bước cái bài số 12 này, mà bài này đúng rồi bạn ha. Để mình qua công cụ watch, các bạn sẽ tìm hiểu được bản chất lệnh if L ha. Rồi lúc này 20 là số chẵn nên nó thỏa điều kiện là mốt 2 bằng 0. Mà nếu thỏa điều kiện thì chắc chắn Pascal sẽ làm cái lệnh write phía dưới này bạn ha. Các bạn quan sát nè, Master Đăng Dương nhấn F8, lập tức Pascal sẽ làm ngay lệnh đó. Mà vì làm lệnh đó thì Pascal sẽ bỏ cái lệnh này, bỏ cái phía dưới L và lệnh ở dưới bạn ha. Các bạn quan sát nè, khi Master Đăng Dương nhấn phím F8 thì lúc đó con nháy nó sẽ nhảy xuống cái vị trí này các bạn. Cái vật xanh dài sẽ nhảy đây các bạn ha. Và hết bài luôn. Các bạn quan sát nè. Nhấn F8. Đó. Nó nhảy xuống là read line luôn và hết bài. Và kết quả là N là số chẵn các bạn ha. Rồi. Tiếp theo. Mình F6 bên này. Các bạn nhấn F9 để reset lại chương trình. F6 trở lại. Để hiện ra cửa sổ watch. Các bạn nhấn F8. Các bạn nhập vô số 11. Enter. 11 đây các bạn quan sát. Pascal đã ghi nhận số 1 ở trên này các bạn rồi ha. Các bạn không cần phải làm nháp ở ngoài. Các bạn nhấn F8. Thì ở chỗ này các bạn thấy nè, 11 là số không thể nào chia cho 2 được, nghĩa là nó sẽ không thỏa điều kiện này. Pascal sẽ không có thỏa cái điều kiện này, không có thỏa. Đó, không thỏa điều kiện này. Mà không thỏa thì Pascal sẽ không thực hiện cái lệnh write đây. Nó sẽ không làm cái lệnh write này các bạn. À, không ra lệnh write này, mà vật xanh á sẽ nhảy từ trên chỗ xét điều kiện xuống cái chỗ lệnh này các bạn, sẽ nhảy xuống cái chỗ lệnh này đó và đi hết bài luôn các bạn ha. Các bạn quan sát nè, nhấn F8, vật xanh sẽ nhảy xuống chỗ write, nghĩa là nó sẽ không làm cái lệnh là số chẵn bởi vì nó không thỏa điều kiện. Đây là chính là cái bản chất rẽ nhánh của lệnh if mà các bạn đã biết được ở trong cái video số 2A. Các bạn nhớ xem lại video đó. Tiếp theo, như vậy là xuống hàng này thì Pascal in ra câu là N lẻ. Đúng rồi, 11 là lẻ đúng không các bạn? Rồi, F8. Kết quả là N lẻ các bạn ha. Rồi, lẻ. Rồi, vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác watch với bài số 12. Các bạn nhấn F6. Các bạn nhấn F9. Rồi, xong. Như vậy là bài này đúng rồi các bạn. Nộp là được full điểm các bạn ha. Video 2B đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết được cái kỹ năng watch là một kỹ năng rất là quan trọng đối với những người làm về lập trình, học về lập trình để các bạn tự tin trong các kỳ thi.
Các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy đăng ký hoặc subscribe kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Mắt Tăng Dương Channel. Xin cảm ơn.